Đầu tiên là ngọn lửa hung tàn, giờ đây là nỗi đau xuyên thấu tâm can của những người ở lại. Trong ngôi nhà cháy đen, có phải đang chôn vùi hài cốt của thân nhân, người còn sống hay đã mất? Từng giờ trôi qua, nhiều cư dân Hawaii vẫn chưa nhận được tin tức về bạn bè, gia đình của mình sau vụ cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử nước Mỹ suốt một thế kỷ. 106 người được xác nhận đã thiệt mạng. Con số tử vong dự kiến sẽ còn tăng lên. Những chuyên gia xét nghiệm ADN, những nhà nhân chủng học giàu kinh nghiệm nhất Hoa Kỳ đang có mặt hoặc trên đường tới đảo Maui của bang Hawaii trong tuần này. Họ sẽ góp sức cho một nhiệm vụ đau đớn và ám ảnh để thu hồi thi thể và xác định danh tính của hơn 100 người thiệt mạng trong thảm kịch cháy rừng thiêu đốt Hawaii, đặc biệt là nút chừng thị trấn cổ Lahaina có dân số khoảng 13.000 người. Trong vòng 10 ngày tới, con số tử vong có thể tăng gấp đôi. Thống đốc Hawaii, ông Josh Green, nói vào hôm 14 tháng 8 khi trả lời phỏng vấn đài CNN: "Tôi thực sự không muốn phải đoán một con số vì lực lượng của bang đang làm việc cật lực trong giờ phút này." Trong số các chuyên gia giám định, nhiều người từng trải qua công việc gian truân tương tự sau vụ hỏa hoạn Campfire năm 2018. Khi đó, ngọn lửa càn quét miền Bắc California khiến 85 người thiệt mạng. Thị trấn mang tên Paradise, tức thiên đường, của tiểu bang phủ trong tàn trò. Kim Gins, cựu cảnh sát hạt Sacramento, bang California, người từng dẫn dắt nhiệm vụ xác định danh tính nạn nhân vụ cháy cam, vừa bay đến đảo Maui hồi đầu tuần này. Các nhà nhân chủng học từ Đại học bang California ở Chico cũng sẽ tận dụng kinh nghiệm của họ sau khi đáp chuyến bay xuống Hawaii. Giới chức cho rằng số người thiệt mạng trong vụ cháy khó có thể xác định trong vài tuần, thậm chí vài tháng nữa. Với nhiều gia đình, cứ 24 giờ lặp lại sau mỗi 24 giờ, họ vẫn chưa thể biết được tình trạng thân nhân của mình. Cảnh sát trưởng John Peltier của Hawaii bày tỏ: "Tôi hiểu mọi người đều muốn có những con số, nhưng đây không phải là trò chơi suy đoán." Tính đến chiều 15 tháng 8 ở Hawaii, giới chức đã công bố danh tính của hai trong số 106 nạn nhân được xác nhận tử vong, trong lúc việc tìm kiếm các nạn nhân khác đang tiếp diễn. Hai người đầu tiên được xác nhận thiệt mạng là ông Robert Dickman, 74 tuổi, và Buddy Jantok, 79 tuổi, đều ở Lahaina. Trước thông báo này, gia đình của ông Jantok đã biết ông không thể qua khỏi. Từ ngày trôi đi mà không có một lời nào từ ông Jantok, gia đình đã dự liệu điều tồi tệ nhất. Người thân trở nên hoảng loạn vì ông Jantok thông thường sau mỗi trận mưa bão lớn đều nhắn tin với con cháu để báo bình an. Sau bão lửa ngày 8 tháng 8 càn quét Hawaii, ông cụ đã không còn có thể làm vậy. Thứ bảy tuần trước, hai cảnh sát gõ cửa nhà báo cho gia đình biết rằng đã tìm thấy thi thể của ông Jantok. Cháu gái tên Kesia Aleka chia sẻ với tờ New York Times: "Tôi cầu mong ông ngoại đã không phải chịu đựng đau đớn." Cô Aleka kể rằng ông của mình là một nhạc công từng lưu diễn khắp các tiểu bang Mỹ cùng ca sĩ nhạc rock Carlos Santana. Trong những năm tháng cuối đời, ông chọn lối sống giản dị ở thị trấn Lahaina xinh đẹp. Giới chức ngày 15 tháng 8 cho biết đã tìm kiếm 32% khu vực bị lửa thiêu đốt ở Lahaina, thị trấn trải dài từ chân đồi đến ven Thái Bình Dương. Một khu vực đang bị phong tỏa để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân, trong khi nhiều cư dân Lahaina ngày càng bứt rứt vì không thể quay về nhà kiểm tra thiệt hại. Cảnh sát Peltier cho biết một người đã bị bắt giữ vì đi vào khu vực cấm. Sĩ quan nói thêm, ông có một thông điệp gửi đến những ai muốn xâm phạm bất hợp pháp. Đó chính là, khi rời đi, bạn không chỉ phủi xuống tàn tro dính trên quần áo của mình, bạn có thể đã phủi đi những gì còn lại của người thân yêu của một gia đình nào đó. Cảnh sát đề nghị các gia đình có người mất tích cần lấy mẫu ADN tại một trung tâm công cộng ở Maui để so sánh. Việc xác định danh tính cực kỳ phức tạp. Trong số 106 nạn nhân được xác nhận tử vong, đến nay, 5 người được xác định thân phận và 2 người được công bố danh tính trên phương tiện đại chúng. Cơ quan chức năng đã có thể lấy mẫu ADN của 13 nạn nhân. Và đến nay, họ nhận được 41 mẫu ADN từ các gia đình có người mất tích. Công ty ANDE sử dụng công nghệ được Bộ An ninh Nội địa Mỹ tài trợ một phần, trước đây từng giúp nhà điều tra phá giải những vụ án hóc búa. Nhưng từ năm 2019, công nghệ của họ được dùng để xác định danh tính 34 nạn nhân tử vong trong vụ cháy rừng ở California. Vài tháng sau đó, ANDE tiếp tục hỗ trợ xác định các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng khiến ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant tử nạn. Ông Stephen Mead, giám đốc thông tin của ANDE cho biết: "Thử thách lớn mà chúng tôi phải đối mặt là các mẫu ADN của nạn nhân với ADN của gia đình cung cấp không phải lúc nào cũng trùng khớp. Nếu gia đình có người mất tích, tốt nhất hãy cung cấp mẫu ADN của tất cả các thành viên còn lại." Giám đốc Mier từ ANDE nói thêm, ông tin rằng hầu hết các nạn nhân cuối cùng sẽ được nhận dạng bằng ADN.
trong vụ hỏa hoạn Campfire, gần 90% người thiệt mạng được xác định danh tính nhờ công nghệ xét nghiệm của ANDE. Trong thảm họa lần này, đại diện công ty không dám nói chắc điều gì. Khi các nhóm cứu hộ đang tìm kiếm thi thể và người mất tích, một số gia đình khác cũng đang tuyệt vọng tìm thú cưng thất lạc của mình. Bà Lisa Lapreque, giám đốc điều hành của tổ chức xã hội nhân đạo Maui, ước tính rằng khoảng 3.000 con vật đã thất lạc. Tổ chức này đã cứu được 57 thú cưng còn sống, với 12 trong đó phải nhập viện. Họ cũng đưa 8 con thú cưng về với gia đình của chúng. Khi các đội tìm kiếm với chó nghiệp vụ tiếp tục quá trình phân loại chậm chạp trong đống đổ nát của Lahaina, các nhà nhân chủng học thường đóng vai trò nòng cốt trong việc xử lý những hiện trường thương vong hàng loạt đã được cử đến để giúp xác định hài cốt của các nạn nhân, mà trong nhiều trường hợp có thể chỉ là những mảnh xương vỡ. Cô Marin Pilau, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Nevada cho biết: "Chúng tôi biết hài cốt của con người bị đốt cháy trông như thế nào và có thể phân biệt với xác động vật hay những thứ khác." Cô Pilau đã tham gia vào việc thu hồi hài cốt sau vụ cháy Cam. Quá trình này tiến hành có phương pháp bao gồm phân tích thông tin các vụ mất tích, sau đó khoanh vùng nơi bị cháy và tiếp đó là triển khai lực lượng tìm kiếm. Một bước quan trọng là xem xét liệu nạn nhân có bị mắc kẹt trong nhà hay không. Vì vậy, chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả các mảnh vỡ của ngôi nhà, cô Pilau nói. Sau đám cháy, nhiều thứ có thể bị thiêu đốt, trở thành giống như hài cốt. Và ngược lại, mọi thứ ở Lahaina đang rất phức tạp và hỗn loạn. Đó là lý do những chuyên gia như giáo sư Pilau được mời đến để hướng dẫn công tác tìm kiếm. Sau vụ cháy rừng thảm khốc, cư dân đảo Maui còn báo cáo tình trạng phạm tội gia tăng. Maui là hòn đảo lớn thứ hai được khách du lịch ghé thăm nhiều thứ hai và đông dân nhất thứ ba trong số các hòn đảo của Hawaii. Từ ngày 9 tháng 8, các đám cháy rừng khắp quần đảo Hawaii đã tiến đến Maui và nhanh chóng bùng phát mạnh, gây thiệt hại chưa từng thấy. Bên cạnh hàng trăm người tử vong, cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng đáng kể, với khoảng 2.200 công trình bị phá hủy và 4.500 cư dân không có điện. Thị trấn lịch sử Lahaina, từng là thủ phủ của Hawaii trong nửa đầu thế kỷ 19, chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề, với phần lớn diện tích bị lửa thiêu rụi. Thống đốc Hawaii George Green cho biết, vụ cháy rừng này là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tiểu bang. Giờ đây, cư dân của Maui chia sẻ, họ đã chứng kiến độ tội phạm gia tăng, theo tờ Independent. Nhiều người nói họ bị kẻ cướp có vũ trang đe dọa và tước đoạt tài sản. Một vài cư dân chỉ ra, nguyên nhân của sự hỗn loạn có thể là do sự quản lý lỏng lẻo và việc chậm triển khai các nguồn hỗ trợ thiết yếu khiến một số cá nhân túng quá làm liều. Ông Marro, đồng sở hữu quán bar dưới đất Ti Man Kỳ ở Lahaina nói với trang tin Business Insider rằng các vụ cướp có vũ trang đang gia tăng vào ban đêm trong những lúc thiếu vắng tuần tra của cảnh sát và quân đội. Đài truyền hình KITV News cũng đã phỏng vấn nhiều người ở Tây Maui. Họ xác nhận chuyên bị cướp thực phẩm, quần áo và nhận xét điều này do chậm phân bổ nhu yếu phẩm cứu trợ. Tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng hạt Maui John Peltier khẳng định lực lượng chức năng đã nắm bắt vấn đề và đang tăng cường tuần tra. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, cảnh sát vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về việc cướp bóc. Có thể những trường hợp như vậy chưa được báo cáo kịp thời, ông nói. Trước khi đám cháy bùng phát, phần lớn Hawaii đã đặt trong cảnh báo đỏ về nguy cơ hỏa hoạn. Nhưng đến nay, vẫn chưa có báo cáo chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Chúng tôi không biết điều gì đã thực sự gây ra các đám cháy, nhưng chúng tôi đã được dịch vụ thời tiết quốc gia thông báo trước về Hawaii đặt trong tình trạng báo động đỏ. Các điều kiện dễ gây cháy bao gồm sự khô hạn kéo dài, trích lời Thiếu tướng Kenneth Hara, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia ở Hawaii, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngắn hôm 16 tháng 8. Ông nói thêm, sự khô hạn cùng với độ ẩm thấp và gió lớn đã tạo điều kiện cho các vụ cháy rừng. Cư dân G.D. Hessemer trên đảo Maui, người sở hữu một doanh nghiệp ở Lahaina, nói trên đài CBS rằng vào hôm cháy rừng bùng phát, gió rất mạnh và mọi thứ mất kiểm soát. Đường dây điện bị đứt ở khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng tôi quyết định ở lại sẽ là không an toàn. Nhắc lại lời các chuyên gia về cháy rừng, Thống đốc Green ngày 11 tháng 6 cho biết sự kết hợp của các điều kiện thời tiết đã gây ra và lan rộng các đám cháy. Theo quan điểm của tôi, nguyên nhân vụ cháy là sự kết hợp của hiện tượng nóng lên toàn cầu cùng với hạn hán và gió lớn khi một cơn bão mạnh đi ngang qua Hawaii, ông Green nói trên đài CNN. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết, những con gió mạnh từ bão Dora ở Thái Bình Dương đã thổi bùng ngọn lửa can quét Hawaii. Gió rất mạnh trên 60 dặm một giờ đã tấn công Maui, đánh sập đường dây điện và làm hư hại nhà cửa. Đáng chú ý, các khiếu nại vào cuối tuần qua cho rằng, công ty điện lực Hawaiian Electric, đơn vị cung cấp điện cho 95% tiểu bang, đã không thực hiện các biện pháp an toàn theo kế hoạch ứng khẩn cấp
nhằm giảm thiểu rủi ro cháy rừng trước cơn bão. Trích dẫn các tài liệu, một bài viết của Washington Post đăng ngày 15 tháng 8 lưu ý, nhà cung cấp Hawaiian Electric đã không cắt điện ở những khu vực dự kiến có gió mạnh và có thể châm ngòi cho ngọn lửa. Người phát ngôn của Maui Electric thuộc Hawaiian Electric nói với CBS News, một số bước đã được họ thực hiện để giảm thiểu khả năng hỏa hoạn bùng phát trước khi gió bão ập đến. Hawaiian Electric có quy trình giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và đảm bảo khả năng phục hồi lưới điện mạnh mẽ, bao gồm quản lý thảm thực vật, đầu tư tăng cường lưới điện và kiểm tra thường xuyên tài sản của chúng tôi, tuyên bố của công ty viết. Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii, ông Adam Westchild, nói với hãng tin AP rằng không nhận thấy còi báo động của Maui đã được kích hoạt vào thứ Ba ngày 8 tháng 8 khi cháy rừng bùng phát. Thay vào đó, hạt Maui đã gửi cảnh báo khẩn cấp đến người dân thông qua tin nhắn điện thoại, TV và đài phát thanh, ông Westchild cho biết. Hạ nghị sĩ Jean Tokuda của Hawaii nói, còi báo động của bang có thể đã không vang lên. Theo bà, các cảnh báo gửi đến điện thoại di động có thể đã bị gián đoạn trong sự cố mất điện hàng loạt, khiến mọi người không thể tiếp cận thông tin hữu ích và chủ động phòng tránh thiệt hại. Điều khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn là nhiều người dân cho biết các vòi chữa cháy đã hết nước, cản trở khả năng dập lửa của lính cứu hỏa, theo CBS News. Các quan chức của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA xác nhận có một vấn đề ảnh hưởng đến nguồn cấp nước của vòi cứu hỏa. Tổng trưởng lý Hawaii Annie Lopez ngày 11 tháng 8 cho biết cơ quan của bà đang tiến hành đánh giá toàn diện quy trình ra quyết định quan trọng của chính quyền ở trước, trong và sau thảm kịch cháy rừng. Hawaii có hệ thống còi báo động ngoài trời trên toàn tiểu bang, có thể được sử dụng để thông báo cho cư dân trước các thảm họa thiên nhiên hoặc sự kiện do con người gây ra, bao gồm sóng thần, bão, vỡ đập, lũ lụt, cháy rừng, núi lửa phun trào, các mối đe dọa cực đoan và sự cố nguy hiểm khác, theo thông tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii. Nhưng hạ nghị sĩ Jean Tokuda hôm 13 tháng 8 nói rằng còi báo động có thể đã không vang lên. Trường đội cứu hỏa của Maui sau đó đã xác nhận thông tin này trên đài CBS News. Tất cả những ai từng sống ở Hawaii đều biết đến tiếng còi cảnh báo. Nó kêu mỗi tháng một lần vào lúc 12 giờ. Nếu tiếng còi im lặng, nó sẽ được sửa chữa vì đó là tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi, bà Tokuda nói. Nữ nghị sĩ bày tỏ, đáng buồn thay, trong tình huống khẩn cấp này, những tiếng còi báo động có thể đã không vang lên. Khi người dân trên đảo nhìn thấy hỗn loạn, họ cũng có thể nghĩ đó là sóng thần và bản năng khiến họ chạy về phía đất liền. Nhưng điều đó chỉ làm họ đối diện với ngọn lửa trong trường hợp này, bà Tokuda nói thêm. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, khi đám cháy bùng phát dữ dội, giới chức đã giải cứu được 17 người nhảy xuống bến cảng Lahaina trong nỗ lực thoát khỏi ngọn lửa. Ở đường Francis, một địa điểm du lịch nổi tiếng, chủ doanh nghiệp Alan Dicka nói rằng ông nhìn thấy các tòa nhà hai bên đường bị nhấn chìm trong biển lửa. Không có xe cứu hỏa vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng sở cứu hỏa đã bị quá tải, ông Dicka nói với đài KGMB TV. Ông nói thêm, Maui rất khó chịu nổi thảm kịch này. Rất nhiều người đã mất việc làm vì nhiều doanh nghiệp bị đốt cháy. Rất nhiều người đã mất nhà cửa. Điều này sẽ tàn phá Maui. Đến đây, góc nhìn quốc tế của chúng tôi hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 6 giờ sáng mai.